Theo tìm hiểu của mình thì bún quậy có nguồn gốc từ Quảng Nam. Bún quậy Gạch Giá là từ Phú Quốc, Kiên Giang. Trước đây thì nguyên liệu làm chính từ món này là nguyên liệu từ thịt thịt bò, nhưng sau đó thì các ông bà mà khi mà di cư từ Quảng Nam xuống Phú Quốc thì do nguồn hải sản phong phú nên đã thay đổi từ bò sang cá và tôm. Bún quậy Gạch Giá với nguồn nguyên liệu là cá thu là từ cảng cá Tất Cậu, Châu Thành. Riêng bún quậy Phú Quốc thì nguồn cá tôm là từ địa phương Phú Quốc. Sở dĩ có tên bún quậy là vì từ các công đoạn làm ra đều phải quậy. Chẳng hạn như là các sợi bún là đều phải quậy ra hết. Các món nước chấm thì tự tay khách hàng quậy hoặc là chủ nhân đã quậy cho các bạn. Và các bạn tới một lượt khi mà chúng ta thưởng thức cái bún này thì chúng ta cũng phải quậy lên thì mới gọi là bún quậy, chứ không phải bún quậy là được hiểu là chúng ta tự quậy, tự pha, tự chế hết, thì cái này không không là đúng, mà tất cả các công đoạn của nó đều được quậy nên gọi là bún quậy. Bún quậy Gạch Giá Kiên Giang thì nằm ở lô 13, lộ Liên Hương, thành phố Gạch Giá. Số điện thoại của chủ quán là 0966 667 558. Cảm ơn các bạn đã theo dõi kênh của mình ạ. Ủa chị ơi, còn cách là làm một cái tô á như thế nào á? Đang chị chiết cá chả xong rồi. Giai đoạn 2 thì đổ cái nước mà súp của bún vô, đổ vô là mình phải khuấy lên cho chín, rồi tôm với chả khi chín rồi mình thay đậy nắp lại cho nó có đủ cái độ nóng, nó sôi phải trên 100 độ mới được, mới đủ đủ cá với tôm chín. Rồi tiếp theo đó là mình mới bún vừa ép xong đó, nó ép để lên đó thì mình cho vào tô. Ở trong đó có hành với bột nêm với bún quậy đặc biệt, chân riêng biệt của nó. Ở đây một tô, nếu mà có tô đặc biệt không hay là cùng tô, một giá tô lớn thôi thì là thường là của anh có bán hai giá, tô nhỏ thì 20, tô lớn thì 30. Nó như là anh làm này, khách người ta thích ăn tô lớn không à, người ta anh đang làm tô này là 30. Thì tô thường là tô mà có bông lượng do thấp khách kêu thôi thì tô từ giá 20 đến 30. Tô 30 thì anh sẽ chết tôm, chả tôm, chả cá sẽ nhiều hơn. Thường là anh làm là cá, là cá thu. Cái thứ hai là chả cá thu. Cái thứ tôm thì tôm là tôm của tôm ở Trà Giá. Chả thì mình lấy ở Phú Quốc vô ha anh? Không, chả thì cá thì anh lấy ở Tắc Cậu, biển cá lắm vô luôn đấy. Rồi. Đây là một cái cộng đoạn mà cộng đoạn chị làm, đang làm. Chị đang làm. Đó, về ra cho khách rồi anh mới xịt miếng tiêu vô. Rồi. Tô của em là 30.000 phải không anh? Đúng rồi. Ủa, một tô không có hành nữa không? Tôm chả này đủ không? Tô đó là bún tô 4 người anh. Rồi. Tô của em trai này trước thôi. Bên này quay. Chơi chủ. Em quay cái công đoạn làm á chị. Đừng quay mặt. Dạ không. Em quay tay cách làm. Bởi vì là mình phải quay cho nó đều hết hả chị? Dạ. Nó đều hết mới chín. Này tính ra cũng công phu lắm á chị nha. Yeah.